Xuân Hiền, Mộng Mơ, kính chào quý khán giả theo dõi bản tin nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm 20 tháng Chạp năm Quý Mão. Thưa quý chị, gần sát Tết, những nơi như thế này đang rất cần cho người dân có cuộc sống khó khăn. Dường như đây là cơ hội để nhiều người sống hết mình với nhau hơn. Câu chuyện của sự chia sẻ và yêu thương này, chúng tôi chuyển đến quý khán giả sau ít phút nữa. Nhịp sống ngày mới sáng nay có những nội dung đáng quan tâm khác. Nhiều tuyến đường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tắc nghẽn ngày giáp Tết. Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội dịp Tết Nguyên Đán. Loạn phí dịch vụ đổi tiền mới, tiền lì xì. Với lời chào mời hấp dẫn, nhưng coi chừng tiền mất tật mang. Chợ quê giữa Cù Lao ở miền Tây, nơi đang làm nức lòng du khách khi ghé thăm. Những ngày này, tình trạng ùn ứ kẹt xe xảy ra trên nhiều cung đường, chuyện tắc đường ở các thành phố lớn không mới, nhưng cứ cuối năm, tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tình hình ùn tắc không còn ở giờ cao điểm, mà nhiều tuyến đường, giờ nào cũng xuất hiện những điểm ùn tắc kéo dài, ngay cả đường trong trung tâm thành phố hay cửa ngõ. Quan sát từ trên cao, lượng xe ô tô cá nhân gần như lấp đầy các làn xe. Hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau, phương tiện nhích từng chút một. Nguyên nhân của tình trạng ùn tắc bất kể giờ giấc do nhu cầu di chuyển, mua sắm, tặng quà của người dân thành phố và ngoại tỉnh gia tăng. Người dân chở theo đồ Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được dự báo còn gia tăng trong tuần tới. Người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu về quê ăn Tết. Ghi nhận tại bến xe miền Tây, lượng khách đi qua bến nhộn nhịp từ sáng qua. Tại các quầy vé nhà chờ đông đúc, hành khách chờ lên xe, dù đây chưa phải là thời gian cao điểm. Hiện nay, bến xe có khoảng 23.000 lượt khách xuất bến một ngày. Dự kiến, cao điểm sẽ rơi vào khoảng 28-29 Tết. Thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cũng là lúc các dịch vụ tâm linh trực tuyến bùng phát. Xem bói tình duyên, bùa ngải tâm linh, trừ tà, giải vong, cắt duyên âm, các hoạt động mê tín dị đoan phủ đầy trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi hội nhóm có thể lên tới hàng trăm ngàn thành viên tham gia. Một nạn nhân của dịch vụ tâm linh online cho biết, lúc đầu người tự xưng là thầy, hỏi tên tuổi ngày sinh, sau đó kêu làm lễ. Dòng gỗ và 2 đồng xu ví là 500 ngàn, kể cả tiền ship. Còn 1 triệu 500 ngàn đồng để sắm lễ thì cũng chuyển khoản cho thầy. Tại cơ quan công an Bắc Giang, hồi đầu tháng 1 vừa qua, đối tượng chủ mưu có tên viết tắt là THL khai nhận học được ngón nghề từ một số đối tượng trở về từ Campuchia, sau đó mua máy tính và tuyển dụng gần 20 đối tượng, chủ yếu là học sinh sinh viên, cùng tham gia ổ nhóm. Cũng theo đối tượng, người bị lừa ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu. Gần đây nhất, công an tỉnh Hà Nam phát hiện bắt giữ và khởi tố nhóm 8 đối tượng giả làm thầy cúng trên mạng với thủ đoạn lập tài khoản Facebook, Zalo với tên Thầy Thế, đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc. Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Đáng buồn, đây đều là sinh viên của nhiều trường đại học. Năm hết Tết đến, mùa lễ hội đang tới gần, cũng được xem là mùa làm ăn của những người nhân danh thánh thần để dẫn dụ niềm tin của người khác hòng trục lợi. Trong công văn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa và lễ hội mừng xuân Giáp Thìn 2024 nêu rõ, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan. Khi hoạt động ngoài đời thực ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ, dễ bị các cơ quan chức năng khoanh vùng và triệt phá, thì việc các đối tượng chuyển sang hành nghề trực tuyến khó quản lý hơn rất nhiều. Nhiều người tự biến mình thành nạn nhân của những trò lừa đảo vì tin theo lời bói toán nhảm nhí, vô căn cứ, dẫn tới hậu quả xấu cho bản thân và gia đình, mất thời gian tiền của,
mua về sự lo lắng, hoang mang. Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lì xì độc lạ xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Tùy vào mệnh giá và số lượng mà phí đổi tiền rất chênh lệch và càng gần Tết thì phí này càng tăng cao. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp bị lừa đảo, tiền mất tật mang khi thực hiện đổi tiền qua mạng, trong khi việc trao đổi tiền mới, tiền lẻ, lấy phí còn là hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ cần gõ cụm từ khóa đổi tiền lì xì hoặc đổi tiền mới trên Facebook, Zalo, TikTok, Google, có hàng triệu kết quả trả về để giao dịch. Nắm bắt được nhu cầu của người dân muốn đổi tiền mới, tiền số series đẹp, tiền in hình linh vật của năm, các đồng tiền nước ngoài may mắn, mừng tuổi ngày Tết. Hầu hết các quảng cáo đều nhấn mạnh vào yếu tố càng gần Tết, phí càng tăng để thu hút người đổi tiền. Mức phí đổi tiền được quảng cáo trên mạng phổ biến từ 5 đến 10% cho các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Mệnh giá tiền càng nhỏ, phí càng lớn. Ngoài tiền Việt mới đủ mọi mệnh giá, các bài đăng còn rao bán một số loại tiền nước ngoài khác như các tờ 2 đô la Mỹ tượng trưng cho sự may mắn, hay đô la Mỹ mạ vàng có in hình rồng, tờ tiền có những biểu tượng thuận bờm xuôi gió, mã đáo thành công. Giá thường từ 200.000 đồng cho đến 360.000 đồng một tờ, tùy theo số lượng. Việc trao đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền ngoại tệ độc lạ không phải mới xuất hiện. Nhiều người cũng từng bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không phải chỉ bị lừa đảo, việc trao đổi tiền mới, tiền lẻ lấy phí còn là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục siết chặt chuyển đổi tiền lẻ như những năm trước. Vài thông tin gửi đến quý vị. Công điện mới đây của Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thực hiện tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng này. Do đó, người dân cần cẩn trọng, tránh giao dịch, chuyển tiền cho người lạ, tránh tiền mất tật mang. Nghị định 88 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Còn theo thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ những tổ chức được nhà nước cho phép như Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, kho bạc mới được phép thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức cá nhân. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp. Nhiều ngân hàng tích hợp tính năng lì xì online ngay trên ứng dụng điện thoại di động. Người dùng có thể vào app ngân hàng, lựa chọn những con số đẹp mang ý nghĩa tài lộc, kèm những câu chúc Tết và dễ dàng gửi đến cho bạn bè người thân dù ở bất kỳ đâu. Điều này giúp hạ nhiệt phần nào nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới ngày cuối năm. Những ngày qua, trên mạng xã hội có một số tài khoản đăng tải video có hình ảnh được ghi hình bên ngoài căn biệt thự màu trắng kèm thông tin vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An. Qua thời gian điều tra, công an có thông tin mới nhất. Công an tỉnh Long An khẳng định thông tin về vụ thảm án 3 người chết là sai sự thật. Các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi sai trái này. Công an đề nghị cơ quan tổ chức và người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật. Khi tiếp cận thông tin, người dân cần kiểm chứng, xác thực tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đây là đơn vị đầu tiên trên thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, được chắt lọc từ ứng dụng y học cổ truyền. Cơ quan chức năng còn bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty; Nguyễn Thị Thùy Linh là con gái bà Hòa
và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2018 đến tháng 5 năm ngoái, nắm rõ việc công ty cổ phần Sang Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán, lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sang Tài Thu, nhóm đối tượng nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng với thực tế để quy động vốn trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư được quy động. Những năm gần đây, tập đoàn liên tục mở rộng thêm nhiều lĩnh vực bao gồm trị liệu, dược phẩm, nhà hàng thực dưỡng, đào tạo. Sau khi thu được tiền từ các đối tượng, các hoa hồng rất cao từ 7 đến 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của một số đối tượng khác liên quan. Những nội dung tiếp theo, cuối năm, cảnh giác với hoạt động lừa xin việc làm để bán người ra nước ngoài. Biến thể phụ JN.1 có thể lây lan nhanh dịch COVID-19. Chợ quê giữa Cù Lao ở miền Tây, nơi đang làm nức lòng du khách khi ghé thăm. Tết Nguyên Đán cận kề, người dân nếu có kế hoạch di chuyển những nơi đông đúc cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh lây lan cho cộng đồng. Thưa quý vị, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều người dịp giáp Tết, thầy và trò trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng mở siêu thị không đồng với phương châm ai cần thì lấy, ai có thì cho. Như hình ảnh đầu chương trình chúng tôi có đề cập, tủ từ thiện này dần trở thành nét đẹp của sự yêu thương, chia sẻ vì cộng đồng. Siêu thị đặc biệt này mở cửa đến nay được 10 ngày, liên tục chào đón mọi người đến, sắm đồ vào mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trong các khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ. Nhiều mặt hàng, chủ yếu là đồ may mặc, giày dép, túi sách, sách báo và thực phẩm khô. Tại đây mọi người có thể mang về các mặt hàng cần thiết mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Các mặt hàng được đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm, trong đó chủ yếu là từ thầy và trò của trường. Điều đặc biệt là tất cả sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người đến nhận. Dịp Tết đến xuân về, nơi đây trở thành điểm đến của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ. Còn để chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng loạt chương trình Tết yêu thương xuân ấm áp, giúp hàng ngàn bệnh nhân cùng cảm nhận niềm vui đón Tết cổ truyền. Những phiên chợ xuân không đồng, gian hàng Tết không đồng nơi Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện Bình Thạnh hay đường Hoa Xuân nơi Bệnh viện Chợ Rẫy, khu vườn xuân nơi Bệnh viện Nhi Đồng đang giúp người bệnh và thân nhân thêm an vui, bớt lo lắng. Những ngày này, không khí đón xuân Giáp Thìn 2024 đang rộn ràng khắp nơi. Thế nhưng với những bệnh nhân đang điều trị dài ngày, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì nỗi lo bệnh tật vẫn chất chồng. Mỗi tuần phải vào bệnh viện chạy thận 3 lần. Thế nên năm nay, nữ bệnh nhân này không thể về quê ăn Tết cùng với gia đình ở Nghệ An. Vậy nhưng Tết này bà phần nào yên tâm khi cũng được sắm sữa, nhận nhiều món quà Tết qua phiên chợ không đồng, chia sẻ yêu thương, đậm tình Tết Việt được Bệnh viện Thủ Đức tổ chức. Hàng chục ngàn phiếu mua sắm xuất quà Tết, thuốc men, bao lì xì được gửi trao tay bệnh nhân và thân nhân là tấm lòng của các bệnh viện và sự chung tay của các nhà hảo tâm nơi thành phố nghĩa tình. Nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện tại bệnh viện, cắt tóc, làm đẹp miễn phí, diễn văn nghệ, những món quà tinh thần, động viên người bệnh, thêm vui, thêm khỏe. Những chương trình Tết yêu thương đang giúp lan tỏa niềm vui đón xuân mới tới các bệnh nhân, để Tết thật sự là ngày của tình yêu thương, để ai cũng được vui đón Tết. Trong những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi nên nhiều người cá tin bị lừa bán sang nước ngoài. Tại tỉnh Kon Tum, gần Tết, ngày càng nhiều trường hợp tin lời người mai mối việc làm qua mạng xã hội, sau đó bị lừa bán cho tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài.
Cuối tháng 12 vừa qua, một gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum trình báo về việc con trai đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh bị một số đối tượng lừa bán sang Myanmar. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng triển khai, xác minh, phối hợp với tổ chức phi chính phủ lên phương án giải cứu nạn nhân. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, tiến hành giải cứu thành công nạn nhân cùng 6 nạn nhân khác là công dân của Việt Nam về nước an toàn. Nạn nhân ở tỉnh Kon Tum cho biết vào tháng 10 làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do công việc không ổn định nên lên mạng xã hội Zalo tìm thông tin việc làm. Được một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch làm quen, hứa giúp xin việc làm tại một công ty phụ tùng ô tô với mức lương cao tại tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân đồng ý và làm theo chỉ dẫn của đối tượng đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó bị đối tượng lừa sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo qua mạng. Khi tới Mộc Bài thì lại không dẫn tới công ty để làm việc, mà Long lại nói là cần phải qua công ty mẹ để hiểu về bên ngành ô tô thì mới qua bên đó để làm quản lý kho được. Thì sau khi đồng ý thì Long đã đưa em qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Tại Campuchia, do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên nạn nhân bị bán sang nhiều công ty khác nhau ở Myanmar như một món hàng. Khi qua nước ngoài thì các đối tượng đã bắt buộc tôi tạo những cái Facebook để lừa đảo người dân. Và những cái lúc mà tôi không lừa đảo được thì họ đã sử dụng đánh đập và tra khảo, bắt buộc tôi phải phối hợp và làm việc với họ. Trong quá trình làm việc tại Myanmar, nạn nhân bị quản lý, giám sát chặt chẽ, đánh đập. Nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu giao, nạn nhân đã tìm cách liên lạc báo cho gia đình biết và nhờ lực lượng công an tỉnh Kon Tum giải cứu. Tôi đang sống trong vùng nội chiến ở Myanmar nên cảm thấy rất bất an. Nên đã tìm cách liên lạc với gia đình và gia đình đã tìm cách kinh báo cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum. Từ đó cơ quan tỉnh Kon Tum đã cố gắng giúp đỡ để đưa tôi và 6 người nữa về nước an toàn. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum giải cứu thành công một phụ nữ bị lừa bán vào một tụ điểm mại dâm tại Myanmar. Qua sự việc trên thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cũng khuyến cáo công dân khi có nhu cầu việc làm phải hết sức cảnh giác trước những thông tin tràn lan mà không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum phối hợp phát hiện, bắt giữ, khởi tố một số đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian gần đây, nhiều du khách tìm về cù lao Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham quan trải nghiệm không gian chợ quê ngày xưa, thưởng thức các món ăn dân dã. Phiên chợ diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần, thu hút hàng ngàn du khách từ nhiều tỉnh thành tham quan trải nghiệm. Chợ quê gồm 35 gian hàng với sự tham gia của hơn 70 gia đình, chủ yếu là người dân tại địa phương. Dù cù lao Tân Thuận Đông thuộc thành phố Cao Lãnh nhưng do vị trí tách biệt nằm giữa sông Tiền, người dân chủ yếu trồng xoài, nông sản, các loại trái cây. Từ khi có chợ quê, người dân tận dụng những thức quà quê sẵn có đem ra phục vụ du khách. Lúc trước thì mười mấy năm rồi, cô Mằng có bán chợ. Từ hồi có chợ quê giờ bữa thứ sáng thứ bảy cô Mằng, chiều thứ bảy là cô bán. Tuần nào cũng bán vậy. Mà bình thường thì cô bán ở chợ 100 cái, bây giờ cô Mằng ở đây có tới 200-300 cái lận. Hai cô nào hoặc là 300 cái luôn. Từ hồi có chợ quê tới bây giờ, thu nhập của cô ổn định. Bánh dân gian là cô Mần bốn loại, như bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối, rồi bánh bèo. Bánh bèo ngọt là cô Mần lá dứa, rồi bánh bèo mà tím là lá cẩm. Rồi bánh bò thì Mần đường phèn, là đường thốt nốt. Bánh chuối cũng vậy luôn. Cái loại bánh này là ông bà mình noi noi thì ông bà xưa đó. Cái mình ăn, mình thấy ngon là mình cứ tới tới vậy đó.
Chợ quê Tân Thuận Đông luôn có lực lượng an ninh túc trực để đảm bảo trật tự và an toàn cho du khách. Các tiểu thương tham gia bắt buộc sử dụng túi tự hủy sinh học, hộp giấy, ly muỗng giấy, đựng thức ăn cho du khách. Hiện nay tại Đồng Tháp, ngoài chợ quê Tân Thuận Đông, còn có chợ quê Gò Tháp, chợ quê Long Thuận, chợ quê Định Yên. Tin vui cho ngành du lịch, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024 đạt hơn 1.500.000 lượt người, tăng hơn 10% so với tháng trước và tăng trên 70% so với cùng kỳ năm trước. Khách châu Á vẫn là nguồn khách chính với hơn 1.100.000 lượt đến trong tháng 1. Đứng thứ hai là nguồn khách từ thị trường châu Âu với hơn 200.000 lượt, tiếp theo là châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Với chính sách xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện rộng khắp, cùng với Việt Nam là điểm đến an toàn, nên năm 2024 này dự kiến thu hút lượng khách quốc tế lớn. Theo mục tiêu đặt ra hồi đầu năm của toàn ngành, Việt Nam sẽ đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách trong năm nay. Nhịp sống ngày mới của Trường Hậu Trang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.